biển đây, 6:20 mặt trời sẽ mọc. Đây là những cái palm tree ngoài hai bên bờ biển, đẹp không? Cái palm tree ở California rất là nhiều, không ai em mà đốn cái palm tree. Palm tree là cái cảnh rất là đẹp, giống như cái dừa ở Việt Nam vậy, nhưng mà nó không có trái dừa thôi. 6:20 là mặt trời sẽ mọc, bây giờ 6:17. Mặt trời rất là đẹp. Bây giờ trời mây còn xám lắm, chưa mặt trời mọc. Cái hai hàng cây bên trong rất là đẹp, nhà cũng rất là đẹp. Đường biển trên đường Pacific Coast Highway trên biển Huntington Beach. Cái đường Sixth Street là gần biển. Cái cảnh đẹp không? Trời chưa có mọc. Sixth Street. Cái palm tree đẹp quá ha. Cái palm tree chắc là được cái dự kiến. Người ta cắt mấy cái nhánh mỗi mấy tháng, người ta cắt nhánh, có người đi surfing. Người đi surf. Có mấy người đi cầm cái đồ đi surf. Nhà mình rất cách đường biển có chừng 20 phút lái xe. Từ Westminster ra Huntington Beach có 20 phút lái xe. Rất là gần. Lúc nào cũng đi biển được hết. Chỗ này trả tiền thế nào ta? Pay here, chỗ này. Pay here chỗ đó, pay đằng kia, trả tiền đằng kia.
mình phải xuống đi bộ trả tiền bằng thẻ xong rồi trở lại xe. Thế nào? Mặt trời sắp sửa mọc rồi đó, chờ vào sáng rồi. City of Huntington Beach 4 đồng 1 tiếng. Bốn năm một tiếng hả? Thấy anh chị 7:25 được rồi, đi một tiếng thôi. Bây giờ là 6:32 rồi. Sáng sớm ra biển.
mình không biết xước. Bãi cát sạch thôi, không có miếng rác nữa hết. Người ta đây sạch rất là sạch sẽ, người ta mà lụm rác không rác đó, người ta không xả rác giống như bên chỗ khác thôi. Mặt trời chưa mọc nữa nè. Bây giờ 6:40 chưa mọc. Mình đi biển mình rất là nhớ ba, tại vì bố mình cũng thường dẫn mình đi biển chơi rồi đi vòng vòng đi bộ. Giờ bố mất rồi không còn bố nữa, nhưng mà linh hồn của bố vẫn bảo vệ mình. Biển ở Hainan Beach rất là đẹp nha, rất là sạch sẽ, nổi tiếng nữa. Mặt trời sắp sẽ mọc rồi, đẹp quá. Mấy cái palm tree rất là đẹp nha, ở đây ở California không ai mà đốn cái palm tree hết á. Nó không, ở Việt Nam mình trồng cái dừa mà bãi biển, còn đây người ta trồng cái palm tree, cái dừa kiển nè, rất là nhiều bãi biển nè. Đó là California là chỉ có cái palm tree thôi. Người ta là tàu thêm minh, người ta hàng hóa hay gì. Bây giờ 6:40 mấy rồi, 44 rồi.
cái đó là cái nhà hàng trên đó nó bán hamburger hay gì đó, thường thường nó hay bán hamburger hay là bán răng. Trời bắt đầu xanh lên rồi nè, mây xám bớt đi rồi đó, cảnh đẹp nè. Good morning. Con gì nó mọc ở đây nè, con trai con sò điệp gì nè, mọc ở dưới gốc nè. Mình đi bộ lên, đi lên cái cầu. Chó. Hey doggy. So cute. Thank you. Jesus.
Ở đây hay có ca sĩ người ta tới người ta hát ngoài trên cầu cho vui á. Ca sĩ người ta làm đem trống đàn lên người ta hát mấy mùa summer. Vậy cá sạch chứ sợ không có miếng rác nào hết. Người ta đã sạch sạch, sạch sẽ hết chưa. Không nhầm ra biển. Bỏ tiền vô sao? Không biết. Đây có chiếc xe lifeguard nè. Mấy người này là cứu người nè. Ai mà bị chết đuối hay gì chạy xuống cứu. Xe có lifeguard ra ngoài. Đậu đây thôi. Huntington Beach Fire Lifeguard Toyota. Trời không có lạnh, trời mùa hè cho nên rất là ấm. Hello.
Thôi người ta đi câu cá nè, lên cái cầu đi câu cá. You got any fish? Any fish? Not yet? Oh, okay. You got any fish? Có cá không? Có cá chưa? No? No fish yet? Hôm nay mặt trời mọc trễ vậy ta. Ngoài kia người ta cũng đang câu cá thú bên kia, tại đang coi từ cái nhà hàng nè, ngay trên cái cầu. Mấy người đi fishing quá trời. Nhà hàng này bán oyster hả ta? Bán seafood. You got any fish? You got any fish? Fish? You threw it away? Okay, what do you feed? A shrimp? Shrimp. Oh, okay. How many do you have? Three? Nothing. Oh, you don't have anything yet? Oh. Nothing at all. Okay. Jackpot fish. You got any fish? No. No? Okay. You got any fish? No? No. You got any fish? Nope. No? Mặt trời mọc chuẩn bị rồi. Máy bị đám mây che rồi. Chưa lên được sáng nhưng mà cũng sáng. Cảnh đẹp không? Mặt trời xanh nè. Biển này còn đẹp hơn biển Vũng Tàu nữa. Sạch sẽ, không có rác.
đó, con thấy chưa chụp nhiều người đó. Mỗi càng mỗi chuyện là chạy thử này. Mày kêu mấy miệng? Mày kêu mấy miệng? Mày kêu mấy miệng? Em wow, cái đó là toàn nhận hả? Hey, you guys got any fish? Hey, surfers! You got any fish? Mày giàu chín à? Ủa, ngó mũi là ngày sĩ về ngó mũi à, trùng giàu tiền mà phát cha. Như vậy suy nghĩ là chắc này của mày dành gì à? Bây giờ Hey, do some surfing! Hey! Hey, do some surfing! Mũi trứng xong nữa à, cảm ơn cháy cái lục đi, sạch xin à. Cháy lưỡi của đồng ngoài ở trên lâu mấy xin à, hỏi sạch à. Mày cấm à, tình này như là suy chảy à. Ngó đồng à, đi mòn à, tại cá thì à. Mình đi bộ được một vòng dưới cát xong rồi mình đi lên bộ. Ôi giời ơi, sao hôm nay cái da của mình nó bị nám, bị nhiều cái ấy quá vậy ta. Ôi chắc có bầu. Mình đi vòng lên cầu xong rồi coi người ta câu cá. Xong rồi đi dưới biển, dưới ký cát. Coi chim nó đi bay, đi bộ. Giờ đi trở lại parking để mà đi về. Biển này đẹp lắm. Biển này biết rất là sạch sẽ. Đi này nhớ bố mà, hay lâu dẫn bố đi biển vòng vòng, đi bộ vòng vòng, đi cát rồi bố mất rồi, bố mất lúc có 69 tuổi à. Nếu tính ra tuổi mà từ lúc mà em bé sinh ra là ngày đầu tiên là em bé sinh ra là 0 tuổi gì. Nhưng mà trong bụng đã là 9 tháng 10 ngày rồi, có nghĩa là cũng gần 1 tuổi rồi. Nếu mà tính ra em bé là khác rồi, sinh ra là đã có tuổi rồi. Chứ không phải là không tuổi. Tại vì trong bụng đã là em thành em bé rồi. Mà giờ mình đang có bầu với lại em bé tên là Thiện Tâm Nguyễn, nhưng mà không biết có cho tên tiếng Anh cho, tên tiếng Việt là Thiện Tâm Nguyễn.
thiện tâm, tên thiện tâm rất là đẹp, tâm tốt, thiện tâm nghĩa là thiện là tốt, tâm là trái tim, trái tim tốt, thiện tâm là có lòng tốt, trái tim tốt. Mình đặt tên tiếng Việt cho nó đẹp, tên tiếng Anh nhiều khi không có nghĩa gì hết. Cái xe lifeguard đó, đậu đó không có ai, cái người nào đậu đó mà người ta đi đâu rồi. Giờ đi ra tại chỗ parking. À, mặt trời lên, mặt trời giờ lên sáng chói nè. Hồi nãy giờ bị mây che cho nên là sáng mình không có catch được cái mặt trời mọc. Thiện Tâm đi bộ với mẹ nè. Mẹ đi bộ, Thiện Tâm cũng đi bộ nè. Thiện Tâm dễ thương, Mỹ Trắng. Mẹ Mỹ Trắng, ba cũng Mỹ Trắng. Thiện Tâm là em bé Mỹ Trắng trong bụng của mình. Caucasian baby, white baby. Rất là nhớ mẹ, em nhớ bố. Mẹ thì bây giờ 65 tuổi cũng hay quên. Để cái điện thoại mới để trong phòng, xin lỗi, sao điện thoại để đâu. Mẹ hay quên lắm. Và không có nhớ nhiều. Mua cho mẹ cái bảng để trên tường để mẹ cái gì mẹ ghi lên mẹ nhớ. Bên mẹ không nhớ gì hả? So baby. Baby dễ thương. Có baby nè. Baby so cute. Bé được đi ra biển nữa nè. How many months? Seven months? I'm pregnant with a white baby. I have a white baby inside me. So cute. Yeah, I have a donor, egg donor sperm. Oh, awesome. I don't have a husband yet. Congrats. You're awesome. I just want a baby because I'm 45 and I'm waiting two husband too long. Yeah, so. Well, very little joys. Yeah. Hi, what's her name? Quinn. Quinn? Yes. All right. Hi, Quinn. So cute. Thank you. Bây giờ trời sáng nó là đẹp rồi đó. Hồi sáng hơi mờ mờ. Hồi sáng sáng mấy hơi mờ. Bây giờ là 7:23 rồi. 7:25 mình phải ra đây, chỗ parking lại để đi về. Một tiếng đầu được 4 đồng. Mình quay phim cũng nhiều rồi. Còn nhiều thứ để quay nhưng mà từ từ cũng được. Bữa nào ra đây coi những ca nhạc, coi người ta hát ca nhạc. Tối á, mấy người ca sĩ hay tới đây hát ra ngoài cầu chơi cho vui nè. Mấy người ca sĩ người ta làm đem đàn đem trống ra hát, hoặc là có người chơi violin. Hồi xưa mình cũng có thấy một người chơi violin. Còn mấy người kia đang chơi bóng chuyền nè, volleyball. Mấy người kia đang chơi bóng chuyền volleyball. Mình kia đang chơi bóng chuyền coi đây. Chơi coi gì đây. Câu cá, mấy người đi câu sớm chưa có cá. Lát mới có cá, khoảng chừng cái trưa mới có cá. Thank you.
Có cái American flag với lại California flag. Với lại biển. Không có flag màu blue nữa. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, pardon me. What's the time of the day? Cái này họ định làm fundraiser, họ định là đi đi thực thiện, làm thân thực thiện Sunday. Mình phải đi xuống dưới đây xong rồi mình đi lại trên kia, mới đi là chỗ parking, đi bộ xuống cái chỗ khác này xong rồi đi bộ bên kia mới có cái chỗ parking hồi nãy mình đậu xe. Mình đi đường dưới đây. Buổi sáng yên tĩnh vui vẻ. Mấy người dẫn chó đi bộ, chó mình được không đi theo bộ ra biển Tân Nghiệp. Thế này dẫn nó ra biển. Trời mát thì ấm mới đi chứ lạnh quá không đi. Bây giờ tháng 8 còn ấm. Là sáng giờ đi không thấy lạnh gì hết. Ấm giống như Việt Nam vậy. Tháng 8, tháng 7, tháng 8 ở đây rất là nóng. Trời California rất là nóng. Con chó đi thôi. Ô, cái nó xin đâu. Đó, dễ thương không? Chó bự. Chưa thấy dưới ta. Cái này là Pier Plaza Huntington Beach. Nhưng mình đậu trên đây hết. Mình đậu trên kia. Pier Plaza Huntington Beach. Giờ đi bộ lại chiếc xe. Oh, mình đã đăng ký kìa. Oh, I know that one, yeah.
biển này đẹp quá, trời ấm áp, không có lạnh, không có gió nhiều. Mình đi xuống cầu thang đây đi đọc. It's very pretty in Huntington Beach, Pier Plaza here. Huntington Beach is only 20 minutes from my house. It's very close, like I can come to the beach anytime. Like only 20 minutes driving to my house. From Westminster to Huntington Beach, it's only 20 minutes driving. It's really nice here. And because today we have this cloud, so couldn't see the sunrise. But if there's no cloud and we can see the sunrise, it's beautiful. Ok, tới xe rồi. Ok. Xong rồi đó. For the road. Hello, is your part a big boy? There are big cards issued by JP Morgan Chase Bank, NA member FDIC, subject to credit approval. Terms apply. Total Wireless is made to totally keep up with you. We now have unlimited data that never slows you down. Covered by the Verizon 5G network. And for less than $30 a month, we may. Trồng dọc đường biển đẹp, mấy nhà đẹp lắm. Mấy nhà hơn là ít mắc hơn Westminster tại nó gần biển, càng gần biển thì càng mắc. Hôm mốt mình làm real estate agent mình phải đi vòng vòng kiếm. Biết đẹp không? Hai bên hông thì trồng cây, cây không phải cây ăn trái, cây ngoài đường thôi. Cây ăn trái thì ở Cali này nhà Mỹ ít có trồng cây ăn trái, chỉ có nhà Việt Nam mình đầu tư mua cây ăn trái thôi, trồng thôi. Có nhà có một hai cây ăn trái, giống như cây cam, cây quýt thôi. Đa số người ta trồng cây kiển, nhưng mà có nhiều người Việt Nam người ta lại đốn cái cây mà không có ăn trái, người ta đốn đi, người ta trồng cây ăn trái. Nhưng mà trước nhà thì trước sân cái đường thì người ta trồng không phải là cây ăn trái, cây palm tree hay là cây gì đó, cây bông bự gì đó. Thành phố Huntington Beach rất là đẹp. Bây giờ là
7 giờ 4 mấy rồi. Rất là đẹp. Nhà hay treo cờ nữa. Rất là đẹp. Mình đi trong đây mình quay phim chứ mình đi ra ngoài không dám quay cả, sợ cảnh sát. Đường Adams. Crossing. Mấy cái nhà kia là mobile home, nhà mobile home là mấy cái nhà nó không có đất, chỉ có cái nhà thường người ta xây lên vậy thôi, không có đất, không có trồng cây nhiều, cây ăn trái nhiều được đâu. Nhưng mà mobile home nó rẻ hơn, nhưng mà phải mướn đất. Như là mình trả tới tiền đất hàng năm mình mua xong mình trả tiền đất hàng năm mướn đất nữa, chứ không phải là nhà của mình. Cái nhà của mình nhưng mà cái chỗ là mướn đất ấy, cho nên là ấy mobile home không có tiện, nó rẻ nhưng mà nó không có tiện. Mobile home không có tiện đâu. Ở nhà housing ấy, tốt hơn, có nhiều chỗ parking rồi có trồng cây, trồng rau, trồng hoa, trồng cây ăn trái được. Còn mấy cái nhà mobile home không có đất trồng, cái nhà nó sát nhau, chỉ có chút xíu đất để mà trồng bằng nhúm rau thôi chứ không có được nhiều. À, mấy nhà mobile home đó, nhìn nè, mấy nhà mobile home là nhà di động, khi là nhà di động không có đất gì hết. Tới Cork ở Santa Ana đây. Allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
driver license, insurance, and something on my chin. Okay. Is there a way I can email?